Chào mừng các bác đã quay lại với cửa hàng dụng cụ nông nghiệp của em. Thì hôm nay lại là một cái mã kéo của hàng Nhật Bản, mã 3301, một cái mã đã cháy hàng rất là lâu, hôm nay nhà em mới về được. Mà em muốn gửi tới các bác và em cũng test thử luôn cho các bác ở trên cái cảnh xấu của nhà em. Thì cái kéo này nó là hàng Nhật Bản, bán rất là chạy các bác ạ. Mã của nó là mã 3301, cháy hàng rất là lâu rồi. Này về được đây thì em cũng bỏ ra để em giới thiệu luôn đến cho các bác nhà mình. Thì được đựng trong cái hộp nhựa này nhá. Tay cầm nó là cái tay màu đen này này, để cho là các bác sử dụng ấy. Cái tay này nó rất là chắc và nó to. Cái tay này nó chắc nó to như thế này để khi mà mỗi lần mà các bác sử dụng thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều so với loại kéo khác. Và em sẽ giơ gần vào để giới thiệu nhá. Cái cán màu đen này thì các bác sử dụng các bác cũng không lo là bị bẩn đâu. Đây các bác ạ. Tay cầm màu đen này các bác dùng là không lo bị bẩn này. Mặc dù là các bác có cầm vào đất hay cát thế nào, rồi các bác cầm lên cái kéo này cũng hoàn toàn là ok. Và cái chốt đóng mở của nó ở đây. Đấy, các bác kéo xuống cho em là nó đã tự bung ra rồi. Còn nếu mà các bác đóng lên thì các bác lại đẩy lên thế này. Mỗi khi mà mình cắt xong rồi ấy, mình cất đi thì mình hãy đóng nó vào để tránh cái trường hợp mà trẻ con nó cầm vào thì nó rất là nguy hiểm các bác ạ. Còn cái mã kéo này thì có một cái lò xo trợ lực cho các bác. Đây gọi là cái lò xo trợ lực này. Đấy. Còn đây là những con ốc vít để khi mà các bác muốn tháo ra các bác vệ sinh thì các bác tháo cái này ra cho em. Đây nhá các bác nhá. Ốc vít đây. Lò xo đây. Đây là cái chốt to này. Và cái lưỡi kéo này nó được làm bằng lưỡi thép SK5. Lưỡi thép trắng SK5 ở trên này nó in chữ Nhật này. Trên này nó in chữ Nhật để tránh hàng giả hàng nhái. Đấy. Đây là Japan đây, Japan STE3301. Các bác có nhìn thấy không? Japan 3301 đây. Với cái kéo này thì mã nó là mã 3301 các bác nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đi test thử luôn trên cái cây số này này em. Đây. Đấy. Rất là sắc ngọt luôn, kể cả em cắt vào cái cành có to hay là như thế nào. Đây cái cành này có vẻ là nó sẽ cứng hơn này. Đấy, rất là ok luôn các bác ạ. Các bác nhìn này. Đấy, không cần mất sức nhiều đâu. Và cái lưỡi kéo thì nó hoàn toàn là không bị xê dịch, nó không bị làm sao hết nhá các bác nhá. Với cái mẫu kéo này thì các bác nào mà các bác chơi bonsai, các bác cắt tỉa cây cảnh thì các bác nên tham khảo. Bởi vì nó là một cái dòng kéo, nó vừa sạch sẽ, thiết kế nó lại đẹp, mà tay cầm chắc khỏe, lưỡi thép lại còn to. Kéo này thì chỉ có 150.000 thôi. Nếu mà bác nào quan tâm mà muốn đặt hàng, các bác cứ alo trực tiếp đến cho em qua cái số điện thoại em để ở phần tiêu đề, hoặc các bác để lại số điện thoại ở phần bình luận nhé. Em sẽ trực tiếp gọi điện để tư vấn và chốt đơn cho các bác. Và bên em thì luôn luôn là nhận gửi hàng cho các bác qua đường bưu điện. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái cho em. Đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như là em đang quảng cáo ở trên video này thì các bác mới phải thanh toán cho bên nhà em. Và một cái video ngắn thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau nhé.